vị, đây là cái cái ốc vít vặn nè, một lần tưới của bơm 3HP. Thì chúng tôi thấy đang có tưới hiện tại gốc 2 gốc, 3 gốc, 4 gốc, 5 gốc, 6 gốc, 7 gốc, 8 gốc, 9 gốc, 10 gốc, 11 gốc. Tương đương nó khoảng một gốc nó khoảng 3 bé, 2 bé hả? 11 gốc thì nó khoảng 22 bé. Quý vị có thể xem ha, chỗ này do chủ vườn người ta chưa có chưa có dán keo nên nó đang bị chuột cắn ra nè. Nước rất là nhiều, nước rất là nhiều, tưới rất là nhanh, nhưng mà điều nguyên khu vườn này có cái chia rất là nhiều lần tưới, bởi vì có do cái máy bơm với lưu lượng nước nó không đủ cung cho một lần tưới cho cả khu vườn này. Đây cũng là một trong những cái giải pháp tưới thì chúng tôi thì nó cũng tương đối hiệu quả, nếu như đối với những cái miếng vườn nào chúng ta có diện tích lắp đặt không lớn, số lượng bét không nhiều. Còn nếu như diện tích lắp đặt lớn, số lượng bét nhiều, thì quý vị mình có thể sử dụng giải pháp tưới của chúng tôi để tăng cái số lượng gốc tưới cho một lần lên, như vậy thì nâng cao được cái hiệu quả tưới hơn. Và cái bét này thì quý vị có thể xem là tình trạng bét nó không đều như nhau, có nơi thì nước ra rất là nhiều, rất là mạnh, nhưng mà có nơi ra khá là yếu. Quý vị này đang tưới cho một cái cây chính hàng này, cây ống 60 này, chia ra hai hàng bét, hai cây, và trên mỗi cây thì chủ vườn này là 3 bét, 2 bét cũng có, và đa số là 2 bét tưới hàng là chính. Và sau đây mời quý vị cùng đến với cái giải pháp của bên đơn vị chúng tôi đang thực hiện để so sánh với cái vườn kế bên, giải pháp tưới tại gốc của công ty giải pháp nước Mekong ở đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp nông nghiệp Mekong Ari xin chào quý vị và quý bà con nông dân. Hay kênh YouTube của chúng tôi là Nông nghiệp Mekong, mời quý vị và quý bà con nông dân cùng theo dõi. Hôm nay tôi thực hiện một đoạn video clip để làm trên cái vườn sầu riêng ở tại tỉnh Cai Lậy. Ở đây là xã Tam Bình. Đúng rồi, xã Tam Bình thưa quý vị. Tại vì chúng tôi thực hiện cái video này để chúng tôi so sánh. Thật ra thì nó cũng không đúng là so sánh, mà chúng tôi đang đang đối chiếu với cái vườn kế bên. Nãy giờ từ đầu video giờ chúng tôi có quay thử cho quý vị mình cùng xem á, cái vườn tưới bằng cái bét ốc vít. Thì chúng tôi sử dụng cái giải pháp tưới tại gốc đối với cái phương pháp tưới cho cây sầu riêng này. Ở đây là cây nhỏ thì chúng tôi sử dụng một bét, và cây lớn chúng tôi sử dụng hai bét. Và cái bét chúng tôi đang dùng ở đây là S2000 thưa quý vị. Thì lúc nãy cái vườn đối với cái vườn ốc vít thì thật sự cái giải pháp tưới nào nó cũng mang đến một cái hiệu quả cả, và cũng có cả những cái khuyết điểm. Thì đối với cái bét ốc vít thì theo chúng tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với những cái vườn mà chúng ta lắp đặt số lượng bét nó ít, và bà con nông dân nào có cái nhu cầu tưới nó ngắn thì chúng ta có thể sử dụng cái bét ốc vít. Nhưng mà nếu như đối với những cái vườn nào mà chúng ta cái số lượng gốc nó nhiều, chẳng hạn ví dụ như vài trăm gốc và muốn tưới một lần khoảng chừng vài trăm bét, thì tôi nghĩ cái bét ốc vít nó không phù hợp, là bởi vì nó sẽ tưới không được nhiều là thứ nhất, là thứ hai chúng ta thiết kế nó sẽ tốn khá là nhiều cái chi phí. Thay vì cái ống 60 như lúc nãy quý vị đã thấy thì chúng tôi chỉ cần sử dụng cái ống 20 và lên mỗi gốc một bét thôi, mà hiệu quả tưới nó vẫn đạt như yêu cầu. Và cái quan trọng là cái lượng nước nó đảm bảo đều ở đầu nguồn cũng như là cuối nguồn. Thì như ở đây là cái bét tưới S2000, bét này của Israel nha, của hàng tưới Rivulic. Thì chúng tôi đang sử dụng cái giải pháp tưới tại gốc nè. Và cái dây tưới của chúng tôi đang đi hiện tại là cái dây 25 thưa quý vị. Quý vị mình có thể xem ha, cái dây đen ở phía dưới. Cái ưu thế của cái giải pháp tưới này, ngoài cái việc mà chúng ta tưới tại gốc, thì nó còn có cái nữa là cái bét tưới chúng ta có thể di chuyển được, chứ không như cái bét ốc vít thì nó được cố định ở một nơi. Bét này có thể di chuyển được. Ví dụ như quý vị có thấy những cái bét tưới, ví dụ cái bét này đây,
Nay tưới này đang cắm cái đây bởi vì là cái gốc sầu riêng này nó đang đổ bắt lo để xử lý bông nè, nhưng mà đang đổ bắt lo nên người ta không tưới nữa nên đem ra để dời ngoài này, nhưng mà được cái nhỏ thì vẫn cần tưới thưa quý vị. Hoặc là ví dụ bà con nào mà muốn sử dụng cái dòng này thì chúng ta có thể sử dụng cái van 7 ly để mà khóa lại cũng được, cũng được, vẫn mang đến cái hiệu quả tối ưu. Nhưng cái quan trọng chúng tôi đang muốn nói là cái độ tiện dụng á, thì giải pháp này là một trong những giải pháp tối ưu về cái khả năng di chuyển của bé, cũng như là bà con mình muốn cắm đầu mình cắm. Hay bây giờ mình lại vị trí gần máy bơm nha. Ở đây là chỗ anh Nam, thị xã Bình Minh. Một lát chúng tôi sẽ phỏng vấn anh Nam một vài câu hỏi nhỏ thôi. Tại cái này là vườn này anh tự làm ở nhà thưa quý vị. Nam làm bộ điều khiển tự động qua wifi luôn. Này cái này rồi quý vị mình có thể thấy là cái bé này. Rồi trước đây thì nó được cắm vô gốc sầu riêng này. Nhưng mà bây giờ thì không cắm vô gốc sầu riêng nữa mà chuyển ra đây là bởi vì cái gốc sầu riêng lớn này đang xử lý. Rồi. Chúng ta cùng nhau đến bộ trung tâm nhé. Bé tưới hết 2.000, lưu lượng nước ở đây chúng tôi đang làm là 95 lít một giờ và bé này có tích hợp bù áp. Hiện tại chúng tôi đang nhập khẩu về dòng bé tưới MK 8.000. Với MK 8.000 thì có hai dòng, dòng có bù áp và dòng không bù áp. Tuy nhiên thì giá nó được có cái là giá nó cạnh tranh khá là hợp lý đối với cái túi tiền của bà con nông dân mình. Rồi sau đây mời quý vị mình cùng nhau, chúng tôi sẽ bật máy bơm lên. Bật máy bơm lên giùm Nam. Nghe đó là nghe bộ trung tâm đó. Xem tưới thử nha. Đây tươi ra này. À. Này ba bét được. À rồi. À, quý vị mình cùng xem nha. Bé tưới ếch 2.000 lưu lượng nước là 95 lít một giờ. Bé này thì chúng tôi nói nhiều rồi nên cũng không có cần giải thích với bà con cũng như là trao đổi nhiều thêm nữa, mà chủ yếu quay về cái hiệu quả tưới cho bà con mình xem thôi. Lượng nước bé ra nè. Đó giờ quay qua 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 quay cái bé, quay cận cái bé cho bà con mình xem. Cái này là chưa bé gờ thưa quý vị. Bé vẫn chưa bé gờ, tưới tại gốc với dưới mô sầu riêng là chúng tôi thấy nó phù hợp nhất bởi vì cái đường kính của cái bé này nó đang ra tầm khoảng 1 mét hơn á. Còn ví dụ như bà con mình muốn nó nhỏ lại nữa thì chúng ta cắm cái cặm nó sát xuống chút thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây, tôi giới thiệu quý vị đây là cái bé tưới ếch 2.000 lưu lượng nước 95 lít một giờ. Bé này được nhập khẩu đây thì này. Đó, cái tia nước nó như thế này đây. Ví dụ chúng ta muốn cho cái đường kính tưới nó giảm lại nữa thì chúng ta cắm xuống nữa, tại vì cái bé này là chưa bé gờ. Đường kính này là lớn nhất rồi. Đó, quý vị thấy ha. Bé gờ này ra thì đường kính tối đa của cái bé này nó tầm khoảng từ 6 đến 7 mét. Nếu như áp của đường ống chúng ta đạt hơn 1 ký gử. Đây là bé ếch 2.000 lưu lượng nước 95 lít một giờ, ngoài ra nó còn có lưu lượng 53 lít nữa. Thì cái máy bơm ba ngựa chúng tôi đang vận hành cho tưới một lần khoảng 220 cái bé ở cái vườn này. Trong đây thì chúng tôi còn đang có làm thêm một cái loại bé nữa là cái bé MK20 thưa quý vị. Đây quay cho quý vị mình xem luôn. Cái này lưu lượng nước là 32 lít một giờ, 53 và 90, 60 cũng có. Thì do tiết kiệm chi phí cho chủ vườn nên chúng tôi tư vấn cái dòng bét này để tưới cho cây mít nè. Cũng khá là hiệu quả, tưới gốc cũng đạt lắm thưa quý vị. Ai mà trồng những cái loại cây nào mà khoảng cách trồng ngắn, có nghĩa là số lượng cây nó nhiều mà cần tưới gốc á, thì tôi nghĩ bét này nó hiệu quả nè. Bét này cũng có thể chỉnh được đường kính lớn nhỏ luôn. Đây, bằng cái gờ bẻ này. 32 lít một giờ, nó có lưu lượng lớn hơn nữa nha quý vị nhé. Ai mà trồng mít hoặc là những loại cây nào mà chanh chẳng hạn thì đường kính bét tối đa của cái bét này là khoảng 3 mét rưỡi. Được con cái là rất rẻ tiền. Rất rẻ tiền. Nhưng mà hiệu quả tưới cũng khá là tốt. Bét này không có tích hợp bù áp như quý vị. Cái này anh tiết kiệm mà anh không mua cây cắm nên cột vô gốc mít luôn. Đó, bét thế này. Lượng nước của nó là 32 lít nha. Áp này đang đạt là khoảng 1 ký mấy.
Rồi sau đây lại bộ trung tâm mình xem đi. Anh ở đây anh được con cái làm. Anh Nam này anh chế lắm. Hệ thống của anh không sử dụng lọc thưa quý vị. Đâu? À để anh ra. Hệ thống này anh không dùng lọc. Anh sử dụng lọc đang bán ngoài thị trường nè. Lọc từ ống hút. Đây, cái này là cây lọc đây. Mà có thể rút trực tiếp lên rút phân luôn. Cái này là độ cái bộ để rút phân luôn. Đây, máy bơm 3HP. Đồng hồ áp đang chỉ là gần 2 ký áp ha. Bộ tự động điều khiển qua điện thoại và ứng dụng luôn thưa quý vị. Lúp B. Đồ chấm nước. Đơn giản thế thôi, không dùng lọc. Nếu như mình tưới với diện tích không lớn thì mình có thể sử dụng phương pháp này, cũng giảm chi phí cho bà con mình. Nhưng mà điều này, cái này nó có một khuyết điểm là không có mở vệ sinh được thôi. Chúng tôi sợ lâu ngày thì nó bị nghẹt, nó dơ nhiều quá. Thì tôi nghĩ nếu như vườn bà con nào mà nước sạch đó, thì có thể dùng phương pháp này được nè. Còn nếu như mà được vườn nước dơ phù sa nó nhiều thì nên dùng lọc đi, để có thể mở vệ sinh tới lui được. Giờ ra khúc ngoài nha. Điện giữa ha. Nam nhiệt tình lắm thưa quý vị. Ở tại xã Bình Minh. Xã Bình Minh nha quý vị. Đây là đường ống chính. Chúng tôi tư vấn để ảnh tự thi công nhà. Thì với bà con nông dân nào mà diện tích nó không lớn á, và cái việc thi công nó không khó khăn á, thì tôi nghĩ mình thi công nhà đi. Chúng tôi cung cấp vật tư cho. Thì vật tư cũng có bảo hành thưa quý vị. Đó. Rồi bà con mình tự làm nhà cho cái chi phí nó giảm lại, tiền nhân công nó giảm lại ít 2.000. Mấy ngàn mét vuông vậy Nam? 200 bao nhiêu cây sầu riêng? Rất 2.000. Áp nó còn tốt quá. Cái này chúng ta có thể thêm tầm khoảng 7-80 bét được. Một máy bơm 3HP chạy với cái bét này thì sẽ chạy được khoảng từ 250 bét đến khoảng 280 bét, 95 lít một giờ. Đẹp quá. Thôi đến đây video chúng tôi xin phép được kết thúc nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi kênh Nông nghiệp Mekong. Hãy nhớ đăng ký kênh của chúng tôi luôn cập nhật những video mới nhất. Nhớ chia sẻ video này nếu thật sự bà con mình thấy hữu ích nha. Vườn này anh Nam tự làm ở tại xã Tam Bình của huyện Cai Lậy. Sử dụng bếp ớt 2.095 lít một giờ. Vâng, và xin cảm ơn quý bà con mình đã theo dõi video của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.